Ai dậy rồi hả? Kể cậu. Cậu tự nắm răng xúc miệng, thay quần áo từ lo công chuyện. Ưu tiên là tôi đã làm Betty. Chắp chắp cùng Uzi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uzi. Các bạn ơi, sắp tới ngày 1 tháng 6 rồi. Biết ngày đó là ngày gì không? Đúng rồi, ngày thiếu nhi đó. Nhưng mà ngày thiếu nhi thì các bạn làm gì? Nếu mà các bạn không biết làm gì thì các bạn nhớ xem clip nha. Bởi vì Uzi hôm nay sẽ giới thiệu một bộ phim anh em siêu quậy sẽ chiếu ngày vài ngày 1 tháng 6 luôn á. Ngoài ra Uzi còn có một bất ngờ hơn nữa. Đó là Uzi đã bắt cóc đến đây một bạn rất đặc biệt. Bạn đó rất là bé bé mà dễ thương, mà biết hát, biết diễn, còn biết đánh võ nữa. Trời ơi, các bạn biết đánh ra được ai chưa? Đúng rồi, đúng rồi, bạn đó là bạn Kuti. Ta đây là bé Kuti này các bạn. Bây giờ giới thiệu bản thân mình nhé. Thôi, mơ nè, có mơ nè, mình cùng nhau cùng đứa rằng tin nè, bé tin nè, thì thôi mơ nè, có mơ nè, mình cùng nhau chào nắng mai. Dễ thương quá, dễ thương quá các bạn. Trước khi xem phim trailer thì mình muốn chơi đồ này nè. Cái này là đến từ của chị Vani, đó là bãi cắn cục. Cái này, trò này gọi là bãi cắn cục, có nghĩa là mình sẽ đặt một cục, chừng nào mà con này rớt á là mình sẽ thua và bị phạt. Thế chưa? Ok, hai cục. Tới lượt Uzi nhá. Chú Uzi hay là anh Uzi? Chú Uzi. Ok, tại Uzi à. Tới lượt. Trời ơi các bạn, 6 tuổi là không bao giờ chơi trò này được đâu. Ok, tiếp tục. Cô Trường, thua rồi. Betty chơi lại hả? Không, mình chơi một lần thôi. Không chơi lại. Muốn chơi lại không? Muốn chơi tiếp không? Chơi tiếp nha. Ok. Sợ lốc quá, từ từ. Cái gì đó? Từ. Trời ơi, chú thua rồi. Ok, chấp nhận là Uzi thua. Chú Uzi thua rồi. Cái hình phạt đó là bán mì chăm sữa. Mình vừa hát mà mình phải mình múa nữa. Ăn ba ăn đi, cô ngồi cô ăn ba mì đi. Cô ơi cô hãy chấm bao sữa nè. Quá ai đó áp vô. Rồi hát sao ta? Hát đúng không? Không sao không sao, mình phải cố xì mà. Giỏi quá. Ok. Chú Uzi á là streamer về food, cho nên là không thể nào thiếu đồ ăn được. Có nghĩa là mình khi mà mình xem video thì mình phải ăn bắp đúng không? Cái nào? Ok, cái này ngọt hơn. Ok, cảm giác như là mình ở rồi. Ngon không? Các bạn ơi, bây giờ bắt đầu xem phim nhé các bạn. Cái này trailer. Tôi là một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì tôi là số 1 trong căn nhà này. Nhưng nó đã cho tôi về. Đúng rồi, cái kính này cũng sẽ có này. Đúng rồi, cái kính này này, chú Uzi cũng có. Bây giờ hai người đeo, đeo với nhau này. Giống nhau. Giống nhau hả? Không. Không kính đúng không? Chú không nấu cá. Ok, mình xem tiếp, mùa thầy bắt. Mùa sao nắm tay ra, chị quậy đúng không? Gia đình là sao? Ok, xem tiếp tục. Có nghĩa là có anh em nữa. Nhưng mà mày đang thương tao, tự nhiên mày đâu xuất hiện. Tại sao kêu là tao mày ta? Hay là kêu anh em? Tại anh còn ghét con. Ghét con à? Sao anh ghét tao? Ok, bây giờ mình xem tiếp. Còn mày đặt lên giường tao nữa hả? Biết là ăn biến rồi, ăn không phải là phù lại đâu. Đúng rồi, nhưng mà... bộ đồ này chú Uzi cũng có nè. Bộ này dễ thương quá. Bây giờ mình xem tiếp nè các bạn. Ai dậy rồi là hả? Kể cậu. Cậu tự nắm răng xúc miệng, thay quần áo từ lo công chuyện. Ưu tiên là tôi đã làm bé tì. Tóc này. Bây giờ chứ bạn có hết hồn mà. Xin lỗi,
Xin lỗi Betty. Mình... Ta thì cũng bay vừa vừa thôi, là gì đâu quá. Ok, sorry. Ok, bộ thay quá, xem tiếp. Đi đâu vậy? Trời ơi. Dạ con đi vô kẻ xấu. Vậy hả? Rồi chú đó là ai vậy? Chú đó là chú Hiếu Hiền á. Chú Hiếu Hiền là trong phim thì ba hay là chú hay là sao? Chú. Chú hả? Ok. Trời ơi, mặt quá vậy? Ô muốn luôn. Anh hai, bây giờ mình tìm anh hai hả? Nhưng mà bây giờ mới có cứu anh hai. Cứu anh hai hả? Trời, nhưng mà mới có 6 tuổi mà bây giờ quay mà trời mưa luôn á. Mà có bị bệnh hay là có lạnh không? Khi mà bệnh suốt ngày. Trời ơi, bệnh suốt ngày hả? Dạ, con đóng phim xong bệnh sợ ngủ luôn á. Vậy hả? Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Cho nên các bạn phải xem nha, các bạn không xem là trời ơi, không được. Đúng rồi, chân tôi. Ô trời ơi. Ô. Nếu mày quay mà mày không ghét tao hả? Anh hai là anh hai của em mà. Ngồi nhạc à, từ từ. Tại vì chú Uchi cũng có 4 anh em. Là chú Uchi là thứ hai, còn có anh cả và có 2 em trai. Nhưng mà ở nhà là lúc nào cũng cãi nhau, xong mình ghét nhau. Nhưng mà xa thì cảm giác giống như là mình thương nhau, mình nhớ nhau. Rồi trong phim cũng vậy nè. Cái này là sự thật chứ không phải là giả. Xem tiếp nè. Làm sao em ghét anh hai được? Em thương anh nè. Có thương anh không? Ai biết, ok, xem tiếp tục. Ok, xem tiếp. Ồ, nhưng mà cái này chuột thiệt hay là chuột... Chuột thiệt đúng không? Dạ, chuột thiệt mà là chuột đồng. Chuột đồng. Ăn... Ăn cỏ. Ăn cỏ hả? Nhưng mà... Ăn lúa không mà. Nhưng mà... Bé của Tiên có sợ chuột không? Không. Không sợ hả? Con không sợ chuột, mà là con sợ chuột ở Việt Nam mình nè, không phải chuột ở quê. À, chuột ở đây thì chắc bự hơn đúng không? Nó bự hơn mà nó dữ hơn. Nó dữ hơn. Cái này là chỉ con trai biết thôi chứ con gái không sao mà biết được. Wow, sao giỏi quá vậy? Wow, bây giờ chút nha, mô thầy bác. Đây nè, cái này là của Betty đúng không? Đúng cái màu này luôn. Betty có thể cho chú Oxy xem được không? Mô thầy bác. Ôi, giỏi quá. Ok, wow. Chú Uchi thử nha. Ồ, khi mà diễn cái này thì có bị thương gì không? Không hả? Trời ơi, kỳ quá vậy. Ba hả? Đúng rồi. Wow, ba đẹp trai quá. Ba của hai của tụi con á. Wow, ô. Anh con bị gớt luôn á. À, vậy hả? Đúng rồi. Anh ơi. Cái lúc mà thì có gì có khó không hay là dễ hả? Cô làm sao bây giờ làm mà chú xem được không? Một hai ba. Một hai ba. Ok, tạo cuối cùng. Xin mời tạo dáng mà tung tung là như thế nào? Ok, wow, khá là dễ thương. Hết rồi. Ok, hết rồi. Wow.
cùng mọi người đã xem clip và phim Anh Em Siêu Quậy sẽ chiếu vào ngày 31 tháng 5 với sự góp mặt của Tin trên hệ thống rạp toàn quốc. Và các bạn nhớ ủng hộ nha các bạn. Uchi cũng sẽ xem nè. Cô Tin nhớ nói các bạn là ủng hộ nha. Ok các bạn nhớ ủng hộ nha. Wow, bye bye. Cảm ơn cô Tin.